Chào anh chị các bạn, hôm nay mình xin làm video clip hướng dẫn anh chị các bạn cách mình tạo một cái chat mà chat Facebook mà chat tự động. Đúng là khi mà người vừa có người dùng vô website mình chat với mình mà mình không có trực online để mình trả lời thì cái hệ thống chat Facebook mình sẽ tự động trả lời với khách hàng của mình luôn. Để làm việc đó thì mình sẽ sử dụng một công nghệ mới của Facebook, cũng không mới lắm, không phải là chat các bạn tên bạn mình sợ là chatbot này, chatbot Facebook này, đây mà tên mình sợ chatbot Facebook đó, là nó sẽ có cho mình biết như thế nào đó, chatbot của Facebook. Nó lên mạng mình kiếm mà chatbot của Facebook là gì thì mình sẽ biết được vậy ha. Facebook Messenger đó, đây có nhiều cái nó là mình sẽ sử dụng cái công nghệ đó để mình làm cách tạo chatbot Facebook trả lời tin nhắn tự động đó. Và để làm được công việc đó thì mình sẽ sử dụng một dịch vụ của bên thứ ba. Ở đây mình sử dụng cái trang web là chatlaw này, sonl.com nha. Nó ở đây đang nhập vô, đăng nhập vô mình sẽ được cái này, đăng nhập vô bằng cái tài khoản Facebook của mình nha, tài khoản Facebook của mình mà có chứa cái fanpage của mình. Thí dụ đây, tài khoản này của tôi, Facebook của tôi đây, tôi có chứa cái fanpage là hình điện tách đó, fanpage hình điện tách. À, mình sẽ có đây, mình sẽ kết nối vô create này, create hiện lên bảng này thì mình sẽ connect vô cái fanpage của mình. Ví dụ ở đây muốn làm cho cái chat tự động cho cái thằng, ví dụ đây tôi làm lại cái phần là cái cây bánh tre đi ha, connect vô publish, connect vô xong rồi mình vô phần là auto. Ở đây có những cái đây là những cái mặc định có sẵn của nó, mình có thể xóa đi, mình làm lại và mình sửa ở đây. Ví dụ chào là chào, first name là cái, đây là một cái đại diện, chữ này sẽ đại diện tên của khách hàng của mình. Ví dụ đây mình để sửa lại đi, đây mình để đây là chào bạn, đúng không? Đó, bạn gì đó, đó bạn cần giúp đỡ gì, bạn cần chúng tôi giúp gì, chúng tôi giúp gì. Đó, tiếp là trang tin tiếp theo đó, ví dụ như là để lại số điện thoại để chúng tôi liên lạc, chúng tôi liên hệ trực tiếp với bạn nghe tin nhắn tự động ha. Đó, cái này cũng cần thiết thì mình bỏ đi đó, cái này đi đó. Đó, đó, tao mới vừa bấm test thì nó sẽ gửi trực tiếp với tôi nè. Đó, đó. Rồi, sau khi mình làm xong cái này ha, mình sẽ gắn cái con bot này lên trên cái con bot này nè, lên trên cái website của mình. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái công cụ khác đó, ví dụ như là
bao nhiêu giây thì nó sẽ hiện lên cái nút mà đang trả lời. Đó, đang trả lời. Đó, 4 giây hiện lên lúc đang trả lời, giống như khi người ta hỏi mình trong vòng bao nhiêu giây ấy hiện lên lúc đang trả lời. Rồi cái này thì which. Nó thì trả lời nhanh, ngôn ngữ hình ảnh. Gửi hình ảnh cho gửi album ảnh. Test ở đây tôi sẽ demo phần test thôi, demo chỉ demo phần test thôi, những phần khác thì các bạn tự nghiên cứu nha, tự tìm hiểu thêm. Rồi giờ cái này mình nhúng vô website WordPress của mình như thế nào? Để nhúng vô website WordPress của mình đó, thì mình phải đăng nhập vô cái trang quản trị WordPress mình, vô phần login, vô add new, sẽ tìm một cái login của thằng này. Thằng này có tên là chat slow nha. Mình sẽ vô đây, sẽ thấy keyword nó vô enter đó. Ở đây có một cái chat nè, của mình nhìn vô cái phần bởi ai nè đó, bởi người khác. Nếu mà giả sử như là thiết kế bởi người khác thì mình phải xài cái của nó, nên mình xài cái mình đang dùng cái của này là chat low này, thì mình phải mình đúng đó. Giờ mình in on in on xong active nó lên. Rồi active xong rồi mình sẽ thấy như đây, mình sẽ thấy thêm một cái là cái mũi bên đó này, không như đó. Ở đây thì ở đây sẽ hiện ở đây, nếu mà chưa có connect vô, ở đây có một nút phải connect vô, mình delete connect đi ha. Ở đây đâu à, ở đây có nút là connect đăng nhập vô, có nút connect đồ Facebook bay là cái fanpage ấy. Mình sẽ chọn cái fanpage của mình, dùng fanpage bên mình đây. Thôi connect xong rồi khi mà giờ tôi mở một trang mới đi, trang mới đi, trang này mở một trang mới đi. Cái này chỉ làm cho cái fanpage của Facebook thôi, còn ví dụ Facebook cá nhân thì chưa có nha. Được rồi, chết. Thầy mới có đăng nhập bằng đăng nhập Facebook mới được. Đây mình cũng có Facebook nên mình làm cái này đi. Chết nào. Đó, bèn liền, bên đây có liền. Rồi, bấm vô chào bạn thanh điền, bạn thân gì hãy để tôi liên hệ trực tiếp với bạn, hãy để số điện thoại ví dụ để là 0974190422. Lúc này mình đi dán thì mình sẽ thấy ha. Đây mình đi dán khi mà ở đây có hai phần, phần welcome messenger đó. Phần này là khi mà người dùng bấm cái nút vô, bấm vô chat thì tin nhắn mình gửi đầu tiên cho khách hàng là chào, và hãy liên lạc, hãy để số điện thoại chúng tôi liên hệ trực tiếp với bạn. Dạ. Và tin nhắn mặc định khi mà trả lời default đó, thì cảm ơn bạn, chúng tôi liên hệ trực tiếp khi người dùng nhắn gì đó, nhắn số điện thoại đó, và cảm ơn chúng tôi liên hệ với các bạn thứ nhất đó là vậy. Rồi mình sẽ thử lại, mình sửa lại default đây, có những cái mặc định của thằng chat lô này mình xóa, thêm cái của mình vô. Rồi mình sẽ thử lại ha. Ví dụ như là mình gì đó đi, 74 0422 đó. Khi mình trả lời thì cảm ơn, tôi liên hệ trực tiếp các bạn, tự tự động trả lời đó. Đó là cái phần là ngay chỗ đây, default answer là
mặc định khi mà người dùng hỏi gì đó thì mình ghi cảm ơn, cứ liên hệ trực tiếp với bạn sớm nhất. Còn welcome là mình khi người dùng bấm vô chat thì chào rồi đây số điện thoại tôi liên hệ trực tiếp với bạn đó. Rồi đó là kết thúc cái video này tại đây, hẹn gặp lại chị video tiếp theo.